Bẵng đi một thời gian cũng không dài cho lắm. Hôm nay tôi có việc phải đi ngang qua đường Phùng Khắc Khoang thì vô tình thấy cảnh cả dãy người đang ngồi nép sát trên vỉa hè để uống sữa. Cách đây 10 ngày, tôi được bạn rủ đi uống sữa tươi, ăn bánh ngọt, sang mà không chảnh. Nghe lời giới thiệu có vẻ thú vị và tôi đồng ý ngay. Xe chúng tôi vừa thắng cái kít thì chị chủ quán cũng kéo cửa cái rầm. Trước sự ngơ ngác xen lẫn hụt hẫng của chúng tôi, chị tặc lưỡi nói: "Tạm nghỉ em ơi, phải tìm chỗ khác hoặc bán kiểu khác, chứ chú Hải dẹp vỉa hè ghê quá, mình không bán thì nghèo mà bán thì phạm luật chết." Bẵng đi một thời gian cũng không dài cho lắm. Hôm nay tôi có việc phải đi ngang qua đường Phùng Khắc Khoang thì vô tình thấy cảnh cả dãy người đang ngồi nép trên vỉa hè để uống sữa. Chị chủ quán lần trước nhìn tôi một lúc rồi nháy mắt: "Anh, khách quen mà chưa uống sữa lần nào đây? Qua bên kia gửi xe đi em." Vừa dứt lời chị đã quay vào trong múc sữa, cắt bánh phục vụ thượng đế. Gửi xe xong, tôi được phát kèm chiếc ghế nhựa nhỏ cùng với lời dặn dò: "Ngồi sát vào nhé em, gì thì gì chứ không được phạm luật." Cái dáng vẻ lúc nào cũng bận rộn bìa phà biểu cảm trên gương mặt của chị khi nói câu làm tôi không nhịn được cười. Tôi hỏi: "Sao mà phải ngồi nép sát?" Chị liền phân trần: "Hồi xưa là khách ngồi tràn ra luôn, nhưng giờ chính quyền làm sạch vỉa hè mà, mình phải tuân thủ theo chứ, tôi tính bán cho khách mua đem đi thôi. Mà người ta thích ngồi lại bởi phải ngồi sát, thiệt sát vô trong." Chị Dương, 36 tuổi, là người Sài Gòn gốc. Chị kể ở đây buổi sáng thường khoái ăn cơm tấm sườn. Riêng chị thì không thích ăn cơm, chỉ thích buổi sáng ăn cái gì nhẹ nhẹ và uống cái gì cũng nhẹ nhẹ. Vậy là chị quyết định bán sữa bò tươi. Mở quán cũng mười mấy năm rồi, lúc đầu bán chơi thôi, đâu có nghĩ là đông khách rồi bán giết tới giờ luôn. Sữa bò tươi là sáng sớm từ 3 giờ đến 4 giờ phải chạy lên tận Hóc Môn đem về. Mình nấu sôi lại, cho thêm đường, sữa đặc rồi mới cho khách hàng. Cũng theo lời chị này, ngày trước quán chỉ bán được một món sữa tươi thôi, sau này mới bán thêm sữa đậu nành, chua và cả bánh bông lan nho. Ngoại trừ sữa tươi lấy từ chỗ khác thì tất cả những món còn lại đều do hai chị em chủ quán tự làm. Giọng nói to và hơi chua của một vị khách ngồi cách tôi hai chiếc ghế đột ngột vang lên. Như sợ là tôi sẽ không hiểu, chị liền giải thích: "Ông này khách quen, sáng nào cũng một sữa đá, một sữa nóng với hai cái bánh bông lan nho loại dài." Nói đoạn, chị quay làm ngay. Vừa lúc đó, một ông cụ bán vé số bị cụt tay cũng ghé mua sữa. Chị Dương đi một mạch vô trong, lúc sau chị đem ra bịch sữa tươi có cắm một ống hút và một gói bánh nhỏ đưa cho ông trước rồi mới bắt đầu lấy sữa và bánh cho ông khách quen. Ở đây vậy đó, người ta xếp hàng dọc để mua, xếp hàng ngang để ngồi lại uống sữa. Ai tới trước thì bán trước, ai tới sau thì bán sau, trừ trường hợp đặc biệt là người già và người khuyết tật thì bà chủ ưu tiên trước nhất. Ông Tâm, tên ông khách quen, vui vẻ cho biết: "Thanh Tùng, sinh viên năm 3 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, lại lựa chọn quán bởi lý do chị quán ở đây dễ thương lắm. Chị chủ quán ở đây dễ thương lắm, em tới đây uống sữa từ hồi năm nhất đến giờ, trước thích ngồi đâu ngồi, giờ thì mua hoặc ngồi sát hành lang phía trong, nhìn hơi khổ nhưng mà tụi em vẫn thích, cầm 50.000 đồng, tới đây uống được 5 ly sữa cho 5 người, chứ 100.000 đồng vô quán cà phê thì chưa chắc cho đủ 2 người."